Hello guys. Cô Phương xin chào tất cả các con. Các con yêu quý, chúng ta đã sẵn sàng để đến với buổi học livestream cuối cùng của năm 2020 của chúng ta chưa ạ? Hôm nay đã là cái buổi học cuối cùng của năm 2020 rồi, trước khi chúng ta sẽ bước sang một năm mới và à, ngày mai mùng 1 tháng 1 năm 2021 cả thế giới đều có lẽ là đều mong chờ một ngày ngày này cả thế giới đều mong chờ ngày ngày năm mới của chúng ta với một niềm hy vọng đúng không ạ với một niềm hy vọng rằng là năm sau năm 2021 của chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn so với năm cũ và chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn do đại dịch xảy ra đối với toàn cầu đúng không ạ và mỗi người trong số chúng ta đều có những cái khó khăn Ai ai cũng có những khó khăn cả. Một năm mới mang lại niềm tin và hy vọng cho chúng ta, đúng không ạ? Ok guys, cô Phư một lần nữa cảm ơn các con đã dành thời gian đồng hành cùng cô cùng với cô Phư trong suốt năm 2020 vừa qua. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều những có thể nói là những cảm xúc thăng trầm trong suốt năm qua đúng không ạ? Và năm mới đến, năm 2021, cô Phư chúc các con và gia đình một năm mới thật sự là à, một năm bình an, hạnh phúc, mạnh khỏe nhiều may mắn thành công và một năm mới chúng ta sẽ tràn đầy niềm tin và hy vọng rằng Covid-19 sẽ qua đi, đúng không ạ? Và các gia đình sẽ lại thắp sáng một cái niềm vui ở trên khắp thế gian này. Ok guys, và trong buổi học buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối cùng của năm 2020, chúng ta sẽ cùng đến với phần câu hỏi về collocations. Đây là phần rất quan trọng trong đề thi, thì, thì chắc chắn là sẽ có những câu hỏi collocations và nó là những câu hỏi rất thường gặp thôi Chứ không phải là những câu quá khó nha Và hôm nay thì đã là cái buổi thứ tư trong series những câu hỏi collocation à, Vì thế thì những bạn nào mà chúng ta theo dõi cô Phư muộn Thì chúng ta cố gắng xem lại những bài giảng trước của cô Phư nhé Ok, câu chào các bạn top fan của cô Phư ạ Ngày cuối năm cũng vẫn đông, đúng không ạ, vẫn rất đông các bạn coi livestream của cô Phư Một điều rất tuyệt vời à, Đó là À, các con dành thời gian học cùng với cô Vư mỗi ngày Ngay cả các bạn tham gia khóa học của cô Vư thì cô vẫn luôn nói với các bạn rằng là dành thời gian coi livestream thêm cả trên page nữa Đúng ạ, cái sự kết hợp giữa học livestream ở trên page này và livestream ở trong khóa học sẽ là cái chìa khóa dẫn tới thành công cho các con Mà các con sẽ không có cần phải phải học thêm quá nhiều nữa Không phải học thêm gì nhiều nữa Bởi vì là tất cả những cái nội dung mà cô gửi cho các con sẽ là rất đủ cho kỳ thi rồi Đấy ạ không cần phải học thêm đâu ạ. À. ấy năm nay cô update thêm nội dung khóa học tài liệu nhiều hơn những năm trước rất rất nhiều luôn. Đúng không? Nếu như các con coi review của các anh chị khóa trước mà nói rằng là à, khóa của cô Phư là còn ít bài khó hay là khóa của cô Phư còn tức là à, lượng kiến thức chưa đủ ấy thì đấy là chẳng qua là chưa cập nhật đến năm nay, năm 2020 và 2021 thôi. Năm nay cô cập nhật rất nhiều, rất đủ luôn. Và vì thế cho nên là các bạn à, 2K3 à, chúng ta có thể yên tâm học tập đến cuối năm review khóa học cho các bạn khóa sau giúp cô ạ xem là khóa có đủ không đã đủ khó chưa đúng không ạ ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài ngày hôm nay nhé bài ngày hôm nay của chúng ta có 30 câu hỏi và ngày hôm nay thì cô sẽ cố gắng mở rộng từ vựng cho các con cho cái buổi học cuối năm này ok với một cái nội dung học tập một cái nội dung chữa bài mà cô sẽ cố gắng là giúp cho các con à, chúng ta có thể học được nhiều từ vựng hơn thông qua cái tiết học ngày hôm nay. Yeah. nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu số 1 Các con sẽ hiểu là cô sẽ chữa như thế nào ngay bây giờ Dạ, yeah. nào câu số 1 chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì ạ? If agriculture were priority, the country would easily be able to feed, feed itself Ok, đó là country là số ít thì đương nhiên là chia itself chứ không có chia themselves đúng không ạ? Câu này với từ priority thì chúng ta sẽ dùng 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 cái cấu trúc gì ạ? Câu này các con sẽ dùng cho cô là cấu trúc đó là give priority. Give priority. Cái này là quảng cáo một tí cho Vinoxis Phú Quốc đúng không ạ? <laughs> Thực ra nó chỉ là cái quyển sổ note mà cô có được trong cái kỳ uh, nghỉ lễ trước của cô phư cô cầm về hôm nay cô để vào đây để viết cho chúng ta thế ạ nhưng mà tiện thể quảng cáo luôn cho vin versus phú quốc uh, là một cái khách sạn mà cô đã từng nghỉ lại ở đây hiện đây là một cái khách sạn uh, thuộc hệ thống của vin group và các con cũng biết là vin group là một tập đoàn mà không bao giờ làm chúng ta thất vọng đúng không ạ ok vin người ta gọi nếu mà đọc đúng ra là, là Vin Oasis, Vin Oasis, ok, Oasis, nhớ yeah. Vin Oasis tức là gọi là ốc đảo Vin đấy, nhớ yeah. ốc đảo cái từ này này, Oasis nhá. Yeah. nghĩa là ốc đảo. Thế thì uh, khi mà cô Phương dành thời gian ở đây thì uh, thực sự là tập đoàn Vin không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cô cũng hy vọng rằng là rất nhiều các con học sinh của cô Phương thì sau này chúng ta sẽ có thể là đứng lên làm chủ nhiều tập đoàn lớn và có thể uh, mang lại cái danh dự và tự hào cho đất nước chúng ta như là tập đoàn vingroup đúng không ạ tại sao chúng ta không dám ước mơ ạ không ai đánh thuế giấc mơ cả nên là cứ ước mơ đi yeah. Rồi bây giờ cô sẽ quay lại cái câu này đó là give priority give priority có nghĩa là đưa ra cái sự ưu tiên yeah. đưa ra cái sự ưu tiên thì chúng ta cũng có thể bằng với những cái cấu trúc khác nữa ví dụ như là uh, ví dụ như là give give emphasis give emphasis to cũng là đưa ra cái sự nhấn mạnh đối với cái gì ạ đưa ra cái sự nhấn mạnh với cái gì ạ give priority to có thể giống như là give emphasis to something hoặc là give importance to something Đó. thì cái cách học ngày hôm nay là chúng ta sẽ học thêm mở rộng từ vựng thêm nữa ấy mà được không ạ? <laughs> giới thiệu rất kinh. Đó, thực ra là đơn giản chỉ là chúng ta sẽ mở rộng thêm từ vựng thôi. hoặc là give prominence, give prominence to. những cái này đều là đưa ra sự ưu tiên đối với ai hoặc cái gì. chưa? Dạ. vậy câu này chúng ta sẽ dùng đáp án B cho cô. nếu như mà nông nghiệp được ưu tiên thì quốc gia này có thể dễ dàng là cung cấp đủ lương thực cho chính bản thân nó. câu số 2 He was too set in his Gì đấy ạ To make any real changes Câu này của cô là cô có một cái cụm luôn Được chưa Cô có một cái cái cụm luôn Thì bây giờ các con thử nhìn giúp cô xem là Cái cụm này mình sẽ dùng là To set in his gì Mà nó mang nghĩa là rất là Nó sẽ mang nghĩa là rất là stubborn Nghĩa là rất là Rất là bướng Anh ta quá là bướng bỉnh Đúng không ạ? Để mà đưa ra bất kỳ một cái sự thay đổi Thực sự nào có nghĩa là anh ta không muốn thay đổi Anh ta rất là ngang ạ Anh ta không muốn thay đổi Được chưa? Nếu mà nói về cái sự ngang này ấy, Thì chúng ta sẽ dùng cho cô cái cấu trúc Đó là Set in One's Ways đó, Set in one's ways có nghĩa là rất là Rất là ước ngạnh, cứng đầu Được Cái này nếu như mà dùng idiom thì các con có thể Gặp cái idiom đó là uh, Stubborn Chúng ta có biết cái câu y điểm này của chúng ta không ạ? Có bạn nào biết cái idiom điểm này không ạ? Nay mình sẽ học thêm những cái từ vựng mà nó tương đương với cái cấu trúc mình cần học. Cấu trúc này của chúng ta là as stubborn as a mule Từ mule này có nghĩa là con con la đấy ạ, con la con lửa đấy ạ. cứng đầu, cứng cổ như con lửa Đúng không ạ? Đấy. Nhá, as stubborn as a mule Được chưa ạ? À, rất là cứng đầu, cứng cổ. Thì nó còn giống như những từ khác nữa, ví dụ như là từ obstinate từ obstinate cũng là ngang ngang cứng đầu đúng không ạ hoặc là ví dụ như là từ headstrong đó cũng là rất là cứng đầu cứng cổ đúng không ạ đấy rồi còn từ gì nữa còn có thể dùng từ nữa đó là từ pick headed đúng không? Đúng không? đó cũng là mang nghĩa là rất là ngang ngược cứng đầu cực cổ câu này nghĩa là anh ta quá là ngang cho nên là anh ta không chịu thay đổi ok chưa dạ. alright chúng ta sẽ cùng tiếp tục giúp cô sang câu số 3 nhé the chancellor and his supporters the responsibility for starting this role thì ở đây tức là cái người gọi là gọi, gọi là cái người đứng đầu đúng không ạ chancellor này nó có thể cái, có thể là cái người người chủ trường ấy cái người đứng đầu một trường chẳng hạn dùng từ chancellor và những người ủng hộ của anh ta thì chịu trách nhiệm cho việc là bắt đầu cái gọi là cái tranh luận này phải không ạ thì ở đây cái mà gọi là responsibility for thường mình hay nghĩ đến cấu trúc với từ take take the responsibility for đúng không ạ mà ở đây không có từ take thì chúng ta có thể dùng cho cô thêm từ bear nhá câu này chúng ta sẽ dùng cho cô thêm từ bear đấy ở câu số 3 chúng ta sẽ dùng cho cô thêm từ bear đó là bear responsibility for Đấy, chịu trách nhiệm cho cái gì Và nó cũng sẽ giống như cấu trúc với từ assume Assume responsibility for Chúng ta cũng còn có những cái động từ khác nữa Ví dụ như là từ shoulder shoulder Tức là vai á, gánh vác trách nhiệm ấy Soldier à, Responsibility for Hoặc là có thể dùng tiếp một cái cụm nữa Đó là cụm take on nào cái phrase verb take on này chúng ta cũng đã học rồi có nghĩa là đảm nhiệm cái trách nhiệm gì. Đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể dùng thêm cái cấu trúc đó là take charge, chịu trách nhiệm cho cái gì hoặc là be in charge. Be in charge cũng là chịu trách nhiệm. Đúng chưa? Đúng chưa Đấy nhá. Thì có rất là nhiều cụ. Được chưa Rất nhiều cụ. Hoặc là cấu trúc là um, bắt ai có trách nhiệm cho cái gì? Có thể cấu trúc là hold somebody responsible. Và cấu trúc bị động của nó là be held responsible for something Tức là bắt ai chịu trách nhiệm cho cái gì nữa Đấy, có rất là nhiều những cái cấu trúc như thế này mình phải học Thì mình sẽ mở rộng được cái vốn từ của mình Ok, Ở sang câu số 4 nhá The goalkeeper can also be ejected for 20 seconds if a major foul is Câu này chắc chắn là mình sẽ dùng từ committed Đúng không ạ? Cái phrasal verb là mắc lỗi, mắc tội này chúng ta đã gặp rất nhiều lần đặc biệt là trong chương trình tiếng Anh trung học phổ thông của chúng ta đó là mắc lỗi phạm lỗi đó là commit a foul đúng không ạ commit a foul thì có nghĩa là commit có thể là tương đương với lại là commit an offense đó là mắc phải một cái lỗi phạm một cái tội gì đấy chúng ta còn có những cấu trúc như là phạm tội sẽ là commit a crime đó hoặc là commit a Misdeed Đúng ạ Hoặc là uh, Mình có thể đơn giản là Offend against a law Đều mang nghĩa là phạm lỗi, phạm tội yeah. Cái này tức là Cái người thủ môn có thể là sẽ bị Trục xuất ra khỏi sân Trong khoảng 20 giây nếu như mà vi phạm Một cái lỗi lớn rồi, Câu số 5 nhá The runaway bus eventually came to A When it rolled into a muddy field Câu này chúng ta lại có một cái cụ cấu trúc khác nữa đó là bị dừng lại. Cấu trúc dừng lại của chúng ta sẽ là come to a standstill. Cái này đó là collocation có nghĩa là nó đi thành cụ cấu trúc rồi. Nên là nếu như không biết ấy thì phải ngậm ngùi thôi. Đúng không ạ. Come to a standstill có nghĩa là có nghĩa là stopped. Được chưa? Đơn giản thôi nó nghĩa là stopped. Hoặc có thể tương đương với lại là come to a halt cái từ halt này cũng có nghĩa là dừng lại hoàn toàn này. Được yeah. chưa? Đấy, hoặc là uh, come to a halt, come to an end cũng đều mang nghĩa là stop. Đúng không ạ? Hoặc là reach a dead end. Cũng đều là kết thúc. Thì các con biết không cái 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 cách mà chúng ta học từ vựng là học theo cách này này thì sẽ giúp cho chúng ta trong cái phần viết rất là nhiều. Bởi vì trong cái bài viết chẳng, chẳng hạn như là khi chúng ta luyện viết của IELTS chẳng hạn, lúc nào mà các con dùng động từ stop mà các con nghĩ ra là mình có thể dùng sang cấu trúc là come to a standstill, come to an end hay là reach a dead end thì cái bài của mình cái cái, cái khả năng từ vựng của mình được chấm điểm cao lên và nó sẽ là nâng cao cái điểm số của mình. Ok, sang câu số 6 nhé. Environmental pollution has many species to the verse Cái này mình gặp rất nhiều lần rồi ạ. Đẩy đến bờ vực thì bao giờ cũng dùng từ driven, đúng không ạ? đẩy đến cái gì thì cái này mình gặp nhiều rồi nhá drive somebody or something to the verge of something đúng không đẩy ai đến cái chỗ tuyệt chủng thì mình biết rồi nhá ok cô sẽ tiếp tục sang câu số 7 luôn này It is sometimes difficult for parents to come to with the fact that the children don't want to follow in their footsteps. Ok. Cái cụm này sẽ mang nghĩa là gọi là chấp nhận hoặc là hài lòng với một cái cấu trúc gì. Đấy, nó sẽ mang nghĩa là chấp nhận Cái thực tế có nghĩa là gì Đôi khi rất là khó để bố mẹ chấp nhận cái thực tế Rằng là con cái không muốn theo cái bước chân của họ Ví dụ như là cả gia đình làm luật sư Cả gia đình làm y bác sĩ Thế nhưng mà đến lúc con cái thì lại muốn đi Làm những cái nghề khác Đúng không ạ Không muốn gọi là follow in their footsteps Cũng là một cái cụ cần phải nhớ là theo bước chân của ai Đúng không ạ? Thì cái cấu trúc này Của cô nó sẽ là Cái cấu trúc này của cô ở câu số 7 Sẽ là come to Come to terms with Come to terms with có nghĩa là Có nghĩa là accept Có nghĩa là chấp nhận một cái gì Đấy ạ Nó cũng sẽ giống như là Come to an understanding Come to an understanding Tức là đi đến một cái sự hiểu biết ấy. Đúng không ạ? Ok, À, rất là khó để mà có thể hiểu được, chấp nhận được. Rồi tiếp tục sang câu số 8 nhá. Many old people don't like to change. They're very set in their nào câu này mình lại gặp lại y hệt như là cấu trúc với câu số 2 này thì sẽ là set in their ways đúng không ạ? Mọi người không muốn thay đổi, tức là họ rất là rất là ngang, đúng không ạ? Rất là set, tức là nó đã cố định trong cái đường lối của họ, nghĩa là họ sẽ không thay đổi. Rồi sang câu số 9 nhá. I would not like to be a senior manager you have to a lot of responsibility. Cái này chắc chắn sẽ là their responsibility. Hai câu này đang lặp lại những câu ở phía trước. Đúng không ạ? Vì cô muốn là chúng ta nhớ kỹ hơn cái cái câu mà mình đã làm. Có rất nhiều ví dụ khác nhau. Ví dụ như có câu 2, có câu 3, nhưng cũng có câu 8, câu 9. Đi thi các con có thể gặp câu những câu khác mà nó cũng na ná như thế này. Thì cố gắng làm cho thật đúng nhé. Nào sang câu số 10 ạ. If a defender a foul, thì chắc chắn sẽ là commit a foul Lại thêm một câu nữa mình gặp lại đúng không ạ Tức là nếu như một người hậu vệ Mà phạm lỗi trong vòng khoảng 5 mét Mà ngăn cản một cái bàn thắng có thể xảy ra Thì cái đội tấn công sẽ được thưởng một quả Ném penalty Câu số 11 đi ạ Với từ mistake thì mình sẽ đi với lại là cấu trúc gì Sooner or later She's going to realize What a mistake she has She has Chắc chắn là sẽ là cấu trúc gì ạ She has taken á à? Không đúng ạ cấu trúc phạm lỗi mắc lỗi lầm của chúng ta đó là đó là make đúng không ạ collocation thường gặp nhớ giúp cô là mistakes đi với make make mistakes chẳng sớm hay muộn thì cô ta sẽ nhận ra là cô ta mắc phải cái lỗi gì đáp bản câu này cũng sẽ là từ make mistakes đúng không ạ make mistakes có nghĩa là mắc lỗi ok mắc lỗi make mistakes make errors đấy ạ mắc lỗi phạm lỗi Ok, tiếp tục sang câu số 12. As long as he the business on the football field, the club is happy with him. Với điều kiện là anh ta làm cái công việc này trên cái sân bóng, đúng không ạ? thì câu lạc bộ sẽ rất là hài lòng với anh ta Nhưng là với điều kiện là đó Miễn là anh ta làm công việc kinh doanh Thì câu này với từ business Chúng ta sẽ đi do, make, put hay là has Cấu trúc làm kinh doanh, làm kinh tế nó sẽ là Do business Đúng không Bao giờ cũng sẽ là dùng Do business with somebody With somebody Làm kinh doanh, làm kinh tế với ai Đó, nhá Do business Cấu trúc với từ business của chúng ta chắc chắn là sẽ dùng từ đường. Do Nhờ Nhớ giúp cô nha ờ, Chúng ta sẽ cùng tiếp tục giúp cô Sang câu số 13 đi ạ Câu số 13 The company will need to further measures to cut costs Với từ measures Thì mình sẽ dùng collocation đi với từ gì? Từ đây gặp rất nhiều rồi ạ Tiến hành các biện pháp Chúng ta sẽ dùng từ Comment giúp cô đi ạ Tiến hành các biện pháp mình dùng gì ạ? Ở những bài collocation này cô cứ lặp đi lặp lại các câu Chỉ khi nào các con thật nhớ thì thôi Đúng không ạ? Nào, measures sẽ dùng cho cô từ Take nhạc được chưa, measure dùng cho cô từ take ạ Chúng ta sẽ có này Take Measures Là áp dụng các cái biện pháp Chúng ta cũng có thể dùng từ Adopt measures Cũng là áp dụng các cái biện pháp Được chưa Đấy, Nhà. tiến hành các biện pháp Chúng ta còn có thể là tiến hành từng bước Thì mình có thể dùng từ take steps Ok, con này dùng cho cô từ Take measures công ty sẽ cần phải tiến hành nhiều biện pháp sâu xa hơn để mà cắt giảm chi phí. Alright, bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục giúp cô sang câu số 14 nhé. Câu số 14 này cô sẽ có cấu trúc là take into gì? Mà nó sẽ mang nghĩa là consider, cân nhắc ạ. Cấu trúc này của cô sẽ là take into. Take into account, đúng rồi ạ, rất là nhanh, rất là đúng ạ. Nào câu số 14 này của chúng ta sẽ là cấu trúc này. Take something into account. Thì cũng bằng với cấu trúc là take something into consideration. Nghĩa là cân nhắc. Nhá, cân nhắc nhá. Chúng tôi sẽ cân nhắc những nam bạn phục vụ ở trong quân đội trước khi cái này gọi là phục vụ hoàng gia đúng không ạ? Trong khi chúng tôi cân nhắc là nên làm gì. Như vậy là take something into account được chưa cân nhắc đó cân nhắc thì cái cấu trúc này cũng có thể tương đương với một số cấu trúc khác chẳng hạn như là có thể tương đương với lại là bear it in mind chúng tôi sẽ nhớ ở trong đầu rằng bạn đã có những năm tháng phục vụ trong hoàng gia hoặc là quân đội đúng không đấy nhá đấy, mình có thể dùng những cái cấu trúc na ná tương tự như vậy nữa trong cái quá trình mình học bài mà các con có thể học được những cái cấu trúc na ná tương tự như thế này thì rất là tốt được chưa à, hôm nay chúng ta sẽ còn học thêm cho cô một cái từ vựng nữa đó là từ cognitions cognitions từ này ấy, thì nó cũng mang nghĩa là hiểu biết hoặc là nhận thức à, hiểu biết hoặc nhận thức hoặc là thẩm quyền vậy, ví dụ như là nó có thể tương đương với từ authority hoặc là tương đương với lại là từ awareness đó cho nên là có cái từ cái cụ mà take cognizance take cognizance of something có nghĩa là nhận thức thấy cái gì á thì cũng là cái cấu trúc mà mang nghĩa là tôi sẽ chú ý tôi sẽ nhận thức về cái gì nữa thì cũng là một cái cái cụ mà các con sẽ được học thêm trong tiết học ngày hôm nay nhé à, bây giờ cô sẽ tiếp tục sang câu số 15 một câu khá dễ với từ effort Nỗ lực chắc chắn sẽ là đi với lại là động từ gì ạ? Effort. Common giúp cô địa với effort thì mình sẽ đi với động từ gì ạ? Mình sẽ đi với động từ make đúng rồi ạ. Make an effort. Tôi sẽ nỗ lực. Nhưng tôi không đảm bảo rằng là tôi có thể ở nhà trước khi bữa tiệc bắt đầu. Nỗ lực nha. Make an effort. Ok à, Câu số 15 của chúng ta đó là make make an effort. To do Nỗ lực làm gì? Nó có thể tương đương với cấu trúc là make an attempt. Đó, cố gắng nỗ lực để làm gì, đúng không ạ? Ngoài ra nữa thì còn có thể dùng những cấu trúc khác, ví dụ như là exert oneself. Cái này cũng là cố gắng nỗ lực này. Đó. Cái này cũng mang nghĩa là cố gắng nỗ lực này. Cái từ này hôm trước cô có nói với các con rồi, đúng không ạ? Dành hoặc sử dụng cố gắng dáng sức đấy ạ. Exert oneself cũng là cố gắng nỗ lực Đúng không? Hoặc là uh, Walk An extra mile Walk an extra mile Cũng là đi bộ thêm một dặm nữa Nghĩa là bình thường mình đi một dặm Thì bây giờ mình đi thêm một dặm nữa Cũng là cố gắng nỗ lực thêm Được chưa? Hoặc cấu trúc với từ Endeavor Endeavor to cũng mang nghĩa là cố gắng nỗ lực để làm gì Ok không ạ? Được không? Đấy, hay không? Ngày hôm nay chúng ta được học tiết học cuối cùng của năm 2020 à, Chúng ta được học những cái cái bài rất là hay, đúng không ạ? Ok Được chưa ạ? còn gì nữa nhỉ? Cụm gì nữa mà cũng mang nghĩa là cố gắng nỗ lực ạ? Chúng ta có thể ghi cho cô thêm có cụm gì nữa không ạ? chúng ta có thể dùng thêm cấu trúc là gọi là làm một cái hành động một cái công việc gì đấy với sự quyết tâm mình có thể dùng thêm cấu trúc này cô nhớ là cái này có trong một cái đề mình có rồi đó là buckle down đúng không ạ buckle down có nghĩa là mình do something with determination làm cái gì đó với cái sự quyết tâm có đúng không cái cụm này mình học rồi đúng không ạ ok được chưa được chưa very good được chưa ok ờ, tạm thế nhá Cô nghĩ là vẫn còn thêm Nhưng mà chúng ta sẽ ghi một tạm một số thôi ạ Nào, ở câu số 16 chọn đáp án gì? I'm worried that I more harm than good Nào, gây hại nhiều hơn là có lợi Thì sẽ dùng gì? Had, did, made hay là created Câu này chúng ta sẽ dùng cho cô từ Từ do, đúng không ạ? Cấu trúc ở câu số 16 đây chắc chắn sẽ là Do Do harm, do more harm than good Đúng không ạ? Do More harm than good. Cấu trúc này của chúng ta bao giờ mình cũng sẽ dừng đu đi với lại là harm và good là các cái danh từ là gây hại nhiều hơn là có lợi. Tôi lo lắng rằng tôi gây hại nhiều hơn là lợi bằng cách là áp dụng cái cái, cái chương trình đó một mình. Lẽ ra tôi nên chờ những cái cái người làm khác để đến đó. Đúng chưa đúng chưa ạ? Nhá. Rồi rất là hay. Nào, bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục sang câu số 17 các con nhé. Alright, câu số 17 của chúng ta như sau này. I'm not going to dance too much at the party because I don't want to a fool of myself in front of my co-workers. Nào, câu này cấu trúc với từ a fool out of somebody. Yeah. Thì các con sẽ dùng cho cô cái cấu trúc đó là make make a fool. Đúng không? Có nhiều bạn không biết cấu trúc này đúng không ạ? Câu số 17 của chúng ta ở đây sẽ là make a fool out of somebody. Make a fool out of somebody. Yeah. cấu trúc này của chúng ta sẽ bằng cấu trúc là make a monkey. <laughs> make a monkey out of someone có nghĩa là uh, làm cho ai đó bẽ mặt hoặc là trông rất là ngớ ngẩn, Làm cho ai bị bẽ mặt hoặc là, là trông rất là ngớ ngẩn bởi cái gì đấy. Thường là cái kiểu cái từ poke ấy châm chọc, trêu chọc đấy Đấy, Để đây là tôi sẽ không nhảy quá nhiều ở bữa tiệc đâu Vì tôi không muốn làm trò cười Cho thiên hạ đúng không ạ Làm trò cười trước những người đồng nghiệp Ok, nào câu số 18 ạ Six months after the accident He still has walking Nào cái cấu trúc này khá đơn giản là Mình đã học nhiều lần rồi Đó là gặp khó khăn trong việc gì Thì bao giờ mình cũng sẽ dùng cấu trúc là To have Đúng không ạ Have difficulty In doing something tức là gặp khó khăn trong việc gì hoặc là have trouble có thể có in hoặc không có in nhé. Gặp khó khăn trong việc gì? Cấu trúc này sẽ là đáp án C giúp cô. Ạ. Have difficulty hoặc là have trouble doing something. Yeah. Gặp khó khăn ạ, gặp khó khăn Đấy, hoặc là uh, cấu trúc um, have a tough time, time. Đúng không? gặp có một cái thời gian rất là khó khăn. Hoặc là cấu trúc là Mình có thể dùng một cái cấu trúc nữa Cấu trúc ở câu số 18 này Chúng ta có thể dùng thêm một cấu trúc nữa Đó là um, Get into trouble Gặp khó khăn Được chưa? ok Đấy, Những cái cấu trúc với từ khó khăn Difficulty, trouble uh, Challenges, obstacles Được chưa? Constraints Đấy đây là những từ khó khăn nhé Sang câu số 19 One cannot be successful in business unless one is willing to risk. Nào, cấu trúc mà đi với risk của chúng ta thì collocation thường gặp của chúng ta chắc chắn sẽ là gì ạ? À? comment mình giúp cô phơi đi ạ. Nó sẽ là take đúng rồi, take risk đúng rồi, take risk tức là mạo hiểm. Nó một người không thể nào thành công trong kinh doanh được trừ khi là sẵn sàng mạo hiểm. Mạo hiểm là rất là rất thực ra rất rất là quan trọng đối với lại một người làm kinh doanh các con ạ. Bởi vì nếu mà gọi là play safe. Dạ, yeah, play safe tức là tức là ở trong cái chuẩn mực an toàn đấy ạ. Những người play safe thì thật ra rất khó để thành công trong kinh doanh được. Bởi vì khi mà play safe thì không thể nào mà có thể phát huy được hết cái potential cái tiềm năng của đội nhóm. Vì thế cho nên là phải take risks You take risks thì mạo hiểm thì có thể là sẽ bị thất bại. Hiểu không? Thất bại thì lại làm lại, đó chính là cái tinh thần của những người leaders, được không? Không sợ thất bại, được không ạ? Rồi, sang câu số 20. Hành động sẽ là gì? The richer countries of the world must action to help the poorer countries. Những nước giàu thì cần phải hành động thì hành động của chúng ta ở đây sẽ là take action, hành động nhá. Take action, take measures, take steps. đúng không ạ? cái này đó là hành động thì chúng ta biết rồi. Câu số 21 đi ạ. The radiation leak has a disastrous effect on the environment. Nào cấu trúc bình thường mình hay điền cái từ effect vào đây. Nhưng bây giờ có sẵn effect rồi thì điền cái gì vào phía trước này? <laughs> có tác động, có ảnh hưởng lên ai hoặc cái gì thì cấu trúc chúng ta sẽ là have. Đúng không ạ? Have an effect on somebody. Tức là có cái ảnh hưởng lên ai hoặc cái gì Hoặc là have an impact on somebody Hoặc là have an influence on somebody Đều là có cái ảnh hưởng lên cái gì Được chưa? Có ảnh hưởng nhá Cái này sẽ là has had Cái dò dỉ phóng xạ đã gây ra một cái hiệu Một cái tác động có thể nói là thảm họa đối với môi trường Nói chung là phóng xạ thì rất là kinh khủng rồi đúng không ạ? Câu số 22 Our company has always pride in its excellent customer support and commitment to customer satisfaction. Cái này nghĩa là rất là có thể nói là rất là gì đấy ạ? Tự hào về cái gì? Công ty của chúng tôi luôn luôn tự hào về cái sự hỗ trợ khách hàng xuất sắc cũng như là cái sự cam kết là commitment nhớ là đi với to giúp cô nhá và cái sự cam kết đối với hài lòng khách hàng thì cấu trúc này của cô sẽ là take pride in take pride in có nghĩa là To be proud of oneself To be proud of oneself là Rất là tự hào về cái gì Công ty của chúng tôi luôn luôn tự hào về Đấy ạ, take pride in thì bằng to be proud of oneself Được yeah. chưa Ok à, Hoặc cũng có thể bằng cấu trúc là To be Appreciative Of Tức là đánh giá cao về cái gì Đấy ạ, à, sang câu số 23 này In a modern family The husband expected to join hands with his wife to household chores. Câu này là câu trong sách giáo khoa. Làm việc nhà sẽ là do hay là make ạ? Những công việc mà liên quan đến tay chân, manual, mình sẽ dùng do nhá. Do, do the washing up, do the laundry, do the household chores. Đúng ạ? Làm việc nhà bao giờ cũng sẽ dùng do. Câu số 24 ạ. Lại là cấu trúc chịu trách nhiệm cho cái gì? Chúng ta sẽ có cái cấu trúc lúc nãy mình ghi rồi. Được yeah. không? Nó sẽ là sẽ là assume responsibility, bear responsibility. Đúng không? Câu chúng này sẽ là take responsibility. Take responsibility, bear responsibility, shoulder the responsibility. Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy. Take on the responsibility, take the responsibility. Điều, đều đường. Đúng không? Chịu trách nhiệm cho cái gì? Rồi, sang câu số 25 này. we're every precaution necessary to ensure the safety of our employees. Là câu này nghĩa là chúng ta đang đưa ra những biện pháp đề phòng. Đấy, tương tự như là take measures, take steps, chúng ta sẽ còn có take precaution nữa. Đấy, tiếp tục nhé, take precautions là những biện pháp đề phòng. Đấy, take precautions có nghĩa là đưa ra những, những biện pháp đề phòng. Đấy, rất là cẩn trọng đề phòng, take precautions. Chúng tôi đang áp dụng mọi biện pháp để phòng ngừa có thể đảm bảo sự an toàn của những người nhân viên của chúng tôi. Ok, câu số 26 đây ạ. Lend somebody a hand. Đúng rồi ạ. Lend somebody a hand sẽ bằng help somebody sẽ bằng do somebody a favor. Đúng ạ. Giúp đỡ ai. À, đúng ạ. Đấy. Hoặc là bear a hand cũng được luôn. Hoặc là to be of service to somebody cũng là giúp đỡ ai nhá. Rồi sang câu số 27 ạ. Unfortunately, you have to submit the piece in order to get paid. We never pay. Nào, không may là bạn sẽ phải nộp để được trả lương và chúng tôi không bao giờ trả trước. Nào, trả trước của chúng ta sẽ là pay pay in advance. Đúng không? Pay in advance thì sẽ bằng với lại là pay beforehand. Sớm hoặc là trước. Đúng không ạ? Đấy. sớm hoặc là trước nhá Đấy. nó cũng sẽ giống như là ahead of time Trả trước, trả sớm Pay in check, người ta không dùng A In mà người ta sẽ dùng by Pay by check là trả bằng séc, Pay in cash, trả bằng tiền mặt thì dùng in là đúng rồi Pay in charge, không dùng cấu trúc này Đấy ạ, có này sẽ dùng là pay in advance Trả sớm, trả trước ạ Ở câu số 28 She has an impressive of the English language Cái câu này của chúng ta là có cái kiến thức tốt về cái gì Thì cấu trúc này của chúng ta sẽ là Cấu trúc này của chúng ta sẽ là yeah. Have A good command Of a language yeah. Là có kiến thức tốt về cái gì Được chưa Có kiến thức tốt về cái gì thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là Have a have a good command of something. Được Ngược lại với cái này ấy, thì sẽ là cái từ have a smattering of something có nghĩa là có hiểu biết rất là ít về cái gì. Đấy, câu này là có từ ấn tượng thì không thể dùng từ smattering được mà phải dùng sang từ command. Được chưa? nhá, các con sẽ nhớ giúp cô hai cái cấu trúc này. Có kiến thức tốt về một ngoại ngữ gì và có kiến thức hiểu biết ít về cái gì. Ví dụ đây là I know only a smattering of German Tức là tôi biết rất là ít về tiếng Đức chẳng hạn Ok, nào bây giờ sẽ là câu số 29 Chúng ta sẽ còn hai câu nữa thôi ạ She has an intimate of Tuscany Where she has lived for 20 years Cô ta có rất là ít kiến thức hiểu biết về cái gì đấy Thì câu này mình sẽ dùng là Have a knowledge of something Không dùng knowing nhá, dùng từ knowledge Có cái kiến thức Have knowledge of something Ok. Thì nó sẽ giống như là be knowledgeable. Be knowledgeable. Kiến thức hiểu biết về cái gì. Và câu cuối cùng. Câu 30 ạ. Christopher hoped to his influence to make them change their minds. Người này hy vọng là sẽ có ảnh hưởng. Lúc nãy mình học cấu trúc hệ ảnh hưởng là have um, have an impact, an effect, an influence đúng không ạ? Một loạt những cái cấu trúc này đi với have thì tương tự ở đây chúng ta cũng sẽ dùng have giúp cô. Christopher hy vọng là sẽ có ảnh hưởng để khiến cho mọi người thay đổi cái quyết định của mình. Được chưa? Đó là have thôi, have an impact, have an effect, đó have influence. Được chưa? Ok nhá. Được chưa? Được đưa ra cái tầm ảnh hưởng hoặc là tầm quan trọng đối với cái gì được chưa các con ok ngày hôm nay thì chúng ta được mở rộng thêm từ vựng đối với cái tiết học ngày hôm nay cô sẽ tăng cường thêm cái việc chữa câu hỏi từ vựng theo cái cách này tức là mở rộng thêm từ vựng ở từng buổi để cho các con để các con biết thêm nhiều từ các con đồng ý không ạ tiết học như này có hai em ạ share về đi ạ đó trong những cái buổi livestream còn lại của năm học này cô sẽ chữa những bài từ vựng theo cách này đồng ý không ạ ok mở rộng thêm từ vựng mỗi tiết thì có thể là chúng ta sẽ chữa ít hơn 20-25 câu thôi nhưng mà mình sẽ mở rộng Thì cô nghĩ là các con sẽ học được hiệu quả hơn Đúng không ạ? Và với những cái bài collocation như thế này Thì cô cố gắng là cô uh, Sẽ đưa Gọi là ra đi ra lại Cho nên bao giờ các con làm tốt hết Tất cả những câu hỏi collocation tí thôi Bao giờ ví dụ như 30 câu này các con làm đúng hết Cả 30 câu thì lại đạt yêu cầu Đúng không? Bởi vì là cái tiêu chuẩn của mình là Mình phải làm đúng hết chứ không có phải là mình Làm câu được câu không cho nên là à, cái việc học ở đây không phải là cô chỉ đưa ra một lần rồi. Rồi các con cứ thế đi thi mà cô sẽ còn ra đi ra lại bao giờ mà các con nhớ hết tất cả các cầu thì thôi. Cho nên là cái việc học tiếng Anh là việc học hàng ngày. Vì thế cho nên là trong năm mới này, nếu như các con à, có thể dành thời gian mỗi ngày học tiếng Anh cùng với cô Phương như thế này, thì chắc chắn là càng ngày sẽ càng tự tin hơn và điểm số cao sẽ nằm trong tay các con. Nếu không ạ chúng ta sẽ cần gặp lại nhau trong những buổi sau. Chào! 2020 Chúng ta sẽ chào đón một năm mới 2021 với niềm tin và hy vọng. Và chúc các con tất cả những điều tốt đẹp nhất trong năm mới nhé.